Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 55, sau khi biết tin Cổ Hải sẽ cưới Vân Vân, Tiêu Viêm đã quyết định sẽ tiến đánh Vân Lam Tông đúng vào ngày hôn lễ được cử hành. Thời gian trôi qua, tại đỉnh núi nơi Vân Lam Tông tọa lạc, những chiếc đèn lồng màu đỏ tươi được treo khắp nơi như làm đẹp cho ngọn núi khổng lồ. Bên trong căn phòng nhỏ, Vân Vân khoác trên mình chiếc váy cưới, cứ thế lặng lặng ngồi im tại chỗ, mặc cho người ta trang điểm cho mình. Lúc này, ánh mắt nàng đã không còn cảm xúc nữa, tất cả chỉ còn lại một khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt vô hồn mà thôi. Còn ở tại vị trí trung tâm của lễ đường, Vân Sơn lúc này ánh mắt lại thập phần vui sướng. Có Cổ Hà trợ giúp, ác hẳn Vân Lam Tông sẽ còn mạnh thêm nữa. Và Cổ Hà cũng vậy, hôm nay hắn sẽ cưới được người mình yêu, điều này làm hắn vô cùng sung sướng và chờ mong. Thời gian trôi qua, suốt cuộc hôn lễ cũng được cử hành. Bất chợt, một âm thanh hô lớn đã liềm vang lên nói: "Tân nương đến!" Dứt lời, Vân Vân trong chiếc váy đỏ cũng liền xuất hiện trước cánh cổng Vân Lam Tông, bước từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường. Sau đó, khi nàng đến bên cạnh Cổ Hà, một quả tú cầu cũng liền được thị nữ đưa cho nàng. Cầm nó trong tay, Vân Vân nắm chặt vẻ không cam lòng. Ở trung tâm, Vân Sơn thấy thế thì vui sướng, một tay cầm chén rượu, thanh âm hắn ta đã liềm vang lên nói: "Các vị, chấp mặt tất cả mọi người của Gia Mã Đế Quốc, lão phu tuyên bố, ngày hôm nay ái đồ Vân Vân sẽ được gả cho Cổ Hà." Lời nói vừa dứt, tiếng hò reo cũng liền vang lên. Sau đó, một thanh âm cao giọng liền hô lớn nói: "Giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu." Nên theo câu nói kết thúc, cảnh tượng tại Vân Lam Tông liền trở nên náo nhiệt vô cùng. Thế nhưng trong lúc đó, ở phía xa, rất nhiều thân ảnh lại đang lao đến. Từ trên trời cao, thanh huyền trọng xích đột nhiên từ đâu bay tới, đã liền lao thẳng vào mặt Vân Sơn, sau đó văng ra xa, rồi cắm sâu xuống mặt đất. Thế vậy, ánh mắt Vân Sơn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt hắn ta, bóng hình Tiêu Viêm cùng những vị cường giả có thực lực mạnh mẽ cũng liền xuất hiện. Còn Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn, thanh âm anh ấy liền vang lên nói: "Vân Sơn tông chủ, hôm nay là chuyện vui hay đám tang của ngươi còn chưa xác định cơ mà. Cái tên năm đó chạy trốn khỏi đây cũng dám huynh hoang như vậy. Tiêu Viêm, 3 năm trước ngươi như thế nào, 3 năm sau kết cục vẫn sẽ như vậy mà thôi. Thế nào, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, các ngươi cũng đứng về phía tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sao? Vân Sơn, mấy năm gần đây, Vân Lam Tông ngươi có dã tâm gì, đừng cho là ta không biết. Muốn thâu tóm Gia Mã Đế Quốc, ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Được, hôm nay các ngươi đã tới vậy thì không cần rời đi rồi." Lời nói Vân Sơn vừa dứt, từ phía sau Vân Lam Tông đột nhiên chuyển ra từng tiếng huyết gió, rất nhiều đạo thân ảnh mang hơi thở mạnh mẽ cũng liền xuất hiện. Phía dưới khỉ đài, Cổ Hà cao mặt, thanh âm bất chợt vang lên quát: "Tiêu Viêm, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, người dẫn người tới quấy rối cũng quá kiêu ngạo rồi. Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta cùng Mễ Đặc Nghị gia tộc, vậy thì ta đây có gì không dám? Hôm nay ta đến đây để chấm dứt ân oán với Vân Lam Tông. Ta nghĩ đây chỉ là cái cớ mà thôi, báo thù là giả, phá hoại hôn lễ mới là thật." "Hôn lễ ư? Tân nương chỉ là con rối, loại hôn lễ này còn có ý nghĩa gì?" Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền phóng ra một đạo hỏa diễm quét qua nơi này. Nhất thời, khi kinh khí tỏa ra, nó liền khiến Vân Vân lảo đảo lui về phía sau. Thế vậy, Tiêu Viêm thở dài, sau đó anh ấy liền nhìn về phía trước nói: "Vân Sơn, vì muốn mượn hơi cường giả, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy. Năm đó, để ngươi may mắn chạy trốn, lần này sau khi bắt được ngươi, ta sẽ bẻ răng của ngươi trước." Dứt lời, Vân Sơn ánh mắt để căm phẫn nhìn về phía trước. Thế vậy, thanh âm Cổ Hà đã liềm vang lên nói: "Tông chủ, việc hôm nay cùng ta có quan hệ lớn, người này giao cho ta. Cổ Hà, người am hiểu không phải là chiến đấu, không cần chấp nhặt cùng hắn. Ta sẽ cho nàng thấy, chỉ có ta mới có thể xứng đôi cùng nàng." Dứt lời, Cổ Hà liền hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm quát: "Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi là vì ai mà tới, nếu như ngươi cố ý phá hoại hôn lễ của ta, vậy đừng trách ta hạ thủ lưu tình. Hôm nay là ân oán giữa Tiêu gia ta cùng Vân Lam Tông, kẻ nào gây trở ngại, ta đều xem là địch nhân, ngươi cũng không ngoại lệ." "Được, động thủ đi, nghe nói ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất của Gia Mã Đế Quốc, ta cũng muốn xem thử ngươi mạnh tới mức nào. Chỉ cần trong vòng 10 chiêu, ta sẽ đánh bại ngươi, nếu ngươi không bại, ta liền quay đầu rời đi. Ngược lại, nếu ngươi thua, vậy thì lập tức rời khỏi nơi này." "Được, ta sẽ tiếp ngươi 10 chiêu, ta thật muốn nhìn xem ngươi có gì mà kiêu ngạo như thế." Dứt lời, trường kiếm trên tay Cổ Hà cũng liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, hắn ta đã liền phóng thẳng về phía trước. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ động, dùng hấp lực thu lại huyền trọng xích. Anh ấy cũng liền dùng nó đón đỡ một kiếm của Cổ Hà. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Sau đó, hàng loạt tiếng leng keng va chạm vang lên. Trong không trung lúc này, từ luồng kinh phong không ngừng lao ra, làm mọi người kinh ngạc. Lấy thân pháp quỷ dị, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà cứ như tia chớp va chạm giữa khoảng không rộng lớn, làm nơi đây sáng bừng. Vừa va chạm, thanh âm hai người cũng đối chọi gay gắt. Lúc này, Cổ Hà quát lớn nói: "Hôm nay, ở trước mặt nàng, ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi để Vân Sơn sai bảo, ta đây sẽ không lưu tình.
Được, vậy ta xem người có tư cách này không đã. Dứt lời, Cổ Hà liền tách ra, trường kiếm trong tay huyễn hóa. Chỉ trong tích tắc, nó đã liền bổ xuống thẳng Đầu Tư Viêm. Trong khoảnh khắc trường kiếm cùng trọng sách va chạm, từng tia lửa bạo phát, hai người liền bị chấn ngược ra sau. Chưa dừng lại, lấy Cổ Hà làm trung tâm, tàn kiếm cũng liền xuất hiện. Cầm kiếm trong tay, hắn ta liền hướng thẳng công kích về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, mỗi lần kiếm ảnh đánh ra, toàn bộ đã bị Tiêu Viêm dùng thân pháp quỷ dị tránh né. Có thể nói, tốc độ của hai người là cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, gần giọng quát lớn, trọng sách vung lên, Tiêu Viêm liền đập tan toàn bộ những đạo kiếm ảnh đang lao tới. Nhất thời, khi kình phong quét qua, nó liền khiến chiếc khăn trên người Vân Vận rơi xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy buồn bã. Còn Cổ Hà, sau khoảnh khắc đó, hắn ta đột nhiên dừng lại, bất chợt thanh âm đã vang lên nói: "Tiêu Viêm, chúng ta đã giao thủ 8 chiêu. Vẫn còn 2 chiêu mà, trong vòng 2 chiêu giải quyết người vậy cũng đủ rồi." Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng cuộn trào mãnh liệt. Thế vậy, trong mắt Cổ Hà cũng xẹt qua một đạo lệ mang, năm ngón tay gấp lại hình thành một cái chảo hình kỳ dị. Nương theo đó, từ trên trời cao, hư ảnh một con chim ưng khổng lồ màu tím ngắt cũng liền xuất hiện lơ lửng giữa trời. Còn Tiêu Viêm lúc này, năng lượng đã hoàn toàn ngưng tụ lại trong một quyền. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền phóng người lên đối chiến. Trong khoảnh khắc tử ưng cùng quyền cước trên tay Tiêu Viêm va chạm, một tiếng nổ cũng ầm ầm bạo phát, làm kinh khí vang dội toàn trường. Ở phía dưới, chứng kiến một đòn mạnh mẽ giữa hai người nam nhân trên bầu trời, ánh mắt Vân Vận có chút sợ hãi. Còn Tiêu Viêm, sau khoảnh khắc va chạm, con tử ưng kia đã bị anh ấy xuyên qua cơ thể, sôi nổ tung giữa không trung. Chưa dừng lại, lấy tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm đã liền phóng tới người Cổ Hà. Sau đó, chiêu cuối đánh ra, ngay lập tức nó liền chấm bay Cổ Hà xuống mặt đất. Lúc này, mọi ánh mắt xung quanh nơi này đều đổ dồn về phía Cổ Hà, nhất thời không gian im lặng như tờ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngược lại, ở phía Tiêu Viêm, đám người Sắc Hình Thiên chứng kiến nam nhân kia chiến thắng thì vui mừng khôn xiết. Còn Cổ Hà, sau một đòn bị chấn bay xuống dưới, hắn ta thẫn thờ, cuối cùng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, âm thanh buồn bã vang lên nói: "Ngươi đã thắng, việc hôm nay giữa ngươi và Vân Lam Tông, ta sẽ không nhúng tay vào. Vân Vận, có lẽ sự lựa chọn của nàng không hề sai, ta thật sự không bằng hắn. Ngươi không sao chứ?" "Không có gì nghiêm trọng." "Vân Sơn Tông chủ, hôm nay ta đã thua, bởi vậy tất nhiên phải thực hiện lời hứa. Còn hôn lễ này, thỉnh tông chủ hủy bỏ đi, cáo từ." Dứt lời, Cổ Hà lạnh lùng, cơ thể hắn ta xoay người bước nhanh ra khỏi Vân Lam Tông mà không ngoảnh mặt lại. Ngồi ở vị trí trung tâm chứng kiến chuyện này, Vân Sơn rất tức giận, ngay lập tức thân ảnh đã liền phóng lên bầu trời. Sau đó, thanh âm đã liền vang lên nói: "Tiêu Viêm, 3 năm nay người đã mạnh hơn rất nhiều. Rốt cục cũng ngồi không yên rồi sao? Tiểu tử, hôm nay người đừng mong rời khỏi đây. Mọi người trong Vân Lam Tông nghe lệnh, đám người ở đây hôm nay một tên cũng không lưu lại. Vân Sơn lão cẩu, hôm nay không xóa sổ Vân Lam Tông thì mạng Tiêu Viêm ta cũng để lại nơi này." Dứt lời, cầm huyền trọng sách trong tay, Tiêu Viêm liền chỉ thẳng mặt Vân Sơn với thái độ đầy thách thức. Đến đây thì hết tập 56/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.